Em xin chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại huyện Thạnh Hóa của tỉnh Long An. Và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất mà có thu nhập liền tay luôn cô chú anh chị ơi. Thì lô đất của mình với diện tích là một mẫu. Đất mình là hiện tại là chủ đang trồng mít Thái nha. Thì mít là đang cho trái luôn. Về là có thu nhập luôn nha quý anh chị. Thì xe máy, xe ba gác là mình có thể chạy ngay đất luôn nha quý anh chị. Thì khi chủ bán lô đất này, chủ sẽ bắt một cây cầu để cho xe lớn mình qua tới ngay đất luôn nha. Và đối diện với đất mình là một con lộ nhựa rất là lớn luôn. Trước đất thì có view kinh sáng lớn luôn. Thì nguồn nước ở đây là nguồn nước ngọt quanh năm nha quý anh chị. Điện nước thì có ngay đất luôn rồi. Dân cư thì ở hiện hữu cũng khá là đông luôn. Chỉ cách chợ, cách trường học thì tầm khoảng là 2 km thôi nha quý anh chị. Phần đất này chủ sẽ đo đạc tách sổ cho cô chú anh chị mình nha. Quý anh chị mình từ Sài Gòn mình về tới ngay đất thì cũng khá là gần luôn. Tầm khoảng là 65 km là mình đã về tới ngay đất nha quý anh chị. Còn những anh chị mình ở Cái Bè, Tiền Giang, Cái Lậy thì mình qua tới ngay đất thì tầm khoảng là 40 tới 80 km nha quý anh chị, cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang ở nha. Thì mít thì chủ đang để tái nè, thì cũng gần tới thu hoạch luôn. Luôn rồi quý anh chị ơi, thì quý anh chị mình khi mua á thì sẽ về là mình có thu hoạch liền tay luôn. Mít rất là tốt luôn quý anh chị. Thì khu vực của đất mình thì cá cũng khá là nhiều luôn. Khi quý anh chị mình muốn dưỡng để nuôi cá, để lấy đề cá tự nhiên á, thì mình có thể làm có bọng nè để mình thả cá ra vô để mình dưỡng cá nha quý anh chị. Thì về đồng quê thì rất là thoáng mát nha quý anh chị ơi. Thì quý anh chị mình có thể về mình ở định cư hoặc là mình về để lập một cái vườn đều là đều được nha quý anh chị. Và lô đất này chủ cần bán với mức giá là 150 triệu cho 1.000 m² nha. Quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết, cần xem đất thực tế thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại và giá cả em sẽ để trực tiếp trên màn hình nha quý anh chị. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã luôn luôn theo dõi kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Và em cũng xin cô chú anh chị hãy cho một lượt like và một lượt đăng ký để em có động lực tìm kiếm những lô đất mới nhất nha.